theo bà con. Hồi nay lâu lâu mới về đắp cầu một lần, và đã thấy đường khá là khang trang, có động mở hết tiếng rùng. Thật sự là đẹp, là cái khu này quá thương năng. Thôi nó đẹp làm sao. Hôm nay vậy mà tôi cứ rung rúng trong nhà hoài, thấy không biết cái gì cái tên trời. Dạ thưa bà con, trời đất hôm nay tôi mới biết rõ, đã từng nước đã từng đổ mới hoàn toàn. Yeah.